Đây là một hình ảnh và video của một cơ sở sản xuất thuốc đông y gửi đến cho chúng tôi. Sau khi họ biết đến sản phẩm máy thái thuốc nam Takeo TK2002 Plus, họ đã tin tưởng và chọn lựa sử dụng và họ cảm thấy rất là hài lòng. Họ hy vọng cái video này sẽ được truyền tải từ chúng tôi đến tất cả các cơ sở sản xuất thuốc đông y khác để bà con có thể biết đến dòng máy này và sử dụng thay cho cái việc thái thuốc thủ công như trước giờ, để giúp giảm sức lao động, giảm chi phí, để có những thang thuốc bổ rẻ chất lượng đến với người tiêu dùng. Máy băm cây thuốc nam Takeo TK2002 Plus chuyên băm thái các loại cây thuốc, cây dược liệu có thân dạng gỗ, cây thân cỏ, thân dạng dây, giúp tiết kiệm công sức so với cách làm thủ công trước đây. Một ngày có thể làm xong khối lượng vài tạ dược liệu là chuyện rất nhẹ nhàng, so với trước đây thì tiết kiệm nhân công cũng như thời gian rất nhiều. Năng suất hoạt động của máy băm cây thuốc nam Takeo TK2002 Plus, máy có thể đạt năng suất lên đến 150-200 kg/giờ. Thành phẩm với hai chức năng băm thái nát mỏng và băm thái nát dày. Độ dày của nát băm thái từ 1-2 mm và có thể điều chỉnh thành khúc dài từ 1-4 cm, phù hợp cho nhiều loại thảo dược khác nhau ngay trên một chiếc máy. Máy băm thái cây thuốc có hai chức năng băm thái nát mỏng và băm thái nát dày, với hệ thống dao băm một dao to 2 lưỡi được làm bằng thép siêu dày và sắc bén, dễ dàng băm thái mọi loại nguyên liệu với hệ thống dao băm sắc bén, giúp băm được mọi nguyên liệu một cách dễ dàng. Bộ khung máy thái thuốc nam Takeo TK2002 Plus, máy được thiết kế với bộ khung chắc chắn khi sử dụng, chân có hình trụ vuông giúp giảm rung lắc khi băm thái. Bên cạnh đó còn được trang bị thêm CB để bảo vệ máy, tăng tính năng an toàn và thẩm mỹ. Máy thái băm cây thuốc có hai đầu, một đầu to dùng để băm thái các loại cây thuốc to, một đầu nhỏ hơn dùng để băm thái các cành nhỏ. Cây thuốc còn tươi thì năng suất của cây thuốc được băm sẽ không bị dập nát. Máy thái băm cây thuốc có thể băm nhanh trong các dược liệu như sâm, nhung, bạch chỉ, kỳ cây, cỏ máu và các loại vân vân. Máy sử dụng động cơ 2,2 kW dùng điện 220V